Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng ngồi xuống nha. Chùa mình bây giờ tuần thứ bảy nào những đức thấy sinh nhật cũng đông lắm nha, từ các bé nhỏ rồi có những người lớn. Như hôm nay những đức thấy có cụ 77 tuổi mà mình nhỏ mà mình sinh nhật cùng chung với người lớn á, mình cũng hưởng ké cái tuổi thọ đó con. Giống giỡn đâu. Và khi các con mà được dự sinh nhật cùng với các cụ già, nếu các con thông minh thì các con có góc độ nhìn. Nhìn bà cụ này năm nào đó cũng như mình. Mà bây giờ bà cụ bà 77 tuổi. 77 tuổi rồi. Vậy thì một ngày nào mình cũng già như cụ thôi. Mình nên lấy cái thời gian tuổi trẻ của mình nên làm gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Nên ngày xưa nói một câu rất là hay. Hùm chết thì để da mà người ta chết thì để tiếng. Tùy theo mình sống để lại cái tiếng gì đó. Thí dụ như những đứa coi câu chuyện mà Nhạc Phi với Tằng Cói. Hai người đều chết hết thôi. Nhưng Nhạc Phi thì được ta kính trọng lễ lại. Còn Tằng Cói thì bị người ta chửi muôn đời. Cũng là cái danh cái lợi thôi mà con người thì được người ta lưu danh hậu thế. Nghe đến tên cái là thấy trung nghĩa. Còn người thì nghe đến tên Tằng Cói cái là biết là gian thần. Nên con người sống hơn con người là ngay chỗ bản thân mình có tiếp nhận được nền giáo dục hay không. Nên các con còn nhỏ mà được gầy dựng cái duyên nghe giáo dục là hay lắm á. Là được gầy dựng cái nhân giáo dục từ khi còn nhỏ. Mà còn nhỏ mà được tiếp nhận nền giáo dục thì các con lớn lên á, các con sẽ có ý nghĩa sống lắm. Tại vì con chọn lựa. Nhờ mình được tiếp nhận giáo dục nên cái góc độ mình sâu. Nên con có được cái khả năng chọn lựa. Nhưng Đức từng nói rằng chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Sự chọn lựa sâu sắc. Vì mình được tiếp nhận giáo dục nên mình có góc độ nhìn. Chọn lựa nó hay. Phải nhớ. Nên từng nào chùa mình cũng tổ chức sinh nhật cho các cháu. Nhưng Đức thường nói câu rằng là ngày sinh nhật của mình không có đòi quà của cha mẹ. Mà ngày sinh nhật của mình á, những đức tặng cho các con heo này để làm chi phải không? Các con biết tiết kiệm, có tiền lẻ bỏ vào để làm chi? Có khi nửa năm chờ các con khui con heo ra, các con lại biết dùng tiền nó mua quà cho cha mẹ. Thí dụ như ngày nào là ngày người nữ đó mua quà tặng mẹ, rồi những ngày mà sinh nhật của mình là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái bản thân này, nên mua quà tặng cha mẹ. Và mua cái bánh kem về mình cắt bánh kem, mình dâng lên cho cha mẹ của mình. Nếu mà các con làm được điều đó thì cái hành động của con đặc biệt quá. Chứ không phải là ngày sinh nhật của mình các con đòi đi ra tiệm để mà mua đùi gà rán gì đó ăn. Rồi các con đòi tổ chức sinh nhật làm sao cho nó linh đình.
cho đầy đủ nhiều đồ. Vì thất bại, thất bại. Nên những đức dạy các con là để các con tích phước á. Từ cái hành động mình tích được phước báo. Nên có rất nhiều trẻ em là ngày sinh nhật là đòi quà, đòi này đòi kia, đòi nhiều thứ đồ. Đòi rất nhiều thứ đồ. Nên đó là cái mà phước báo các con nó bị tổn. Tại vì mình chưa làm điều gì cho cha mẹ chứ, mình toàn là dùng không à. Toàn là dùng của cha mẹ không mà mình đòi thêm làm gì nữa. Nên còn nhỏ được ở bên cạnh cha mẹ thì có cơ hội để mà mình hiếu với cha mẹ, phụ cha mẹ cái gì một chút. Đó, phải có tâm gì đó. Thì các con đặc biệt lắm. Nên tất cả các cháu mà những đứa dạy, các con là chắc chắn rằng các con mà ở đây trong mùa hè, các con không có bao giờ mà dám cái việc mà mình không biết thân phận đâu. Thí dụ như giờ các con đừng có bao giờ đòi hỏi người bạn kia kìa, ba mẹ ơi mới mua chiếc xe đó, cha mẹ người ta mua chiếc xe ngon lành ghê, đi học. Mình hãy nhìn cái hoàn cảnh gia đình mình á. Gia đình người ta có điều kiện thì cha mẹ người ta mua vậy. Còn gia đình mình không có điều kiện, mình đòi chi? Đòi chi? Đúng không? Nên cái góc độ đó sâu, sâu sắc. Người ta giàu sang phú quý, nó có gì thì có kệ người ta, biết thân phận mình. Ví dụ như mình còn sống với mẹ, không có cha, còn sống với cha hay không có mẹ, khi gia đình các con, cha mẹ các con chia tay á, thì các con đừng có tạo thêm cái gánh nặng cho cha hoặc cho mẹ. Mình hiểu chuyện con người vậy là con nít hiểu chuyện đó. Con nít mà hiểu chuyện sau này con nít nên người dữ lắm. Còn con nít chỉ biết đòi đồ thôi mà không hiểu chuyện là thua. Nên tất cả các cháu nhỏ đến chùa mình, có đứa bé kia kìa, mỗi lần bé ăn cơm là bé cứ ngậm hoài vậy đó. Mẹ ẵm đến, những đứa nói con rất là dễ thương luôn á. Mà chỉ có cái không dễ thương là ăn cơm mà ngậm. Từ hôm nay mà con ăn nhanh lẹ thì con dễ thương dữ lắm. Còn con mà ngậm cơm á, mà ăn mà cứ là kèo nài hoài mà không chịu ăn liền á nghe, là con không dễ thương đâu. Đến đây là không có được thương đâu nghe. Nhưng đứa thấy nít cũng không có khó dạy nghe. Nói qua một lần vậy mà từ đó vì sao mẹ nói rằng là bé ăn nhanh lẹ lắm, không có ngậm cơm trong miệng nữa thầy. Mỗi lần mà ngậm cơm nó để vô ẩm con vô mép thầy Đức là ăn liền. Rõ ràng không? Đó. Người ta rất là dễ thương, đâu có khó dạy đâu đúng không? Các bé vô chùa mình ở nè, đông thiệt là đông, các bé mà dễ thương ghê không? Người ta đều biết trách nhiệm rõ ràng luôn đó nghe. Buổi sáng là người ta đi làm cái gì là rõ ràng, người ta đi quét nhà hay gì người ta làm liền. Buổi sáng thức dậy đi tu là người ta thức dậy đi tu liền. Rõ ràng chưa? Rồi buổi tối người ta tu xong người ta đi chào các cụ ngủ ngon là người ta đi liền đó. Nhóm nào đi theo nhóm nấy luôn á. Vị trí nào theo vị trí nấy rõ ràng luôn. Thấy rõ ràng không? Người ta đâu phải là khó dạy đâu. Mà là do ở gia đình không có tổ chức. Thêm cái nữa là bỏ bê các cháu. Chứ nếu như có người lo lắng sắp xếp các cháu biết nghe lời. Ở đây rõ ràng luôn, con trai bên kia thiệt là đông mà sao người ta làm được đó. Mấy tháng rồi còn gì. Các cháu ở đây cũng mấy tháng rồi đó. Nên từ nơi đó được rõ ràng mà còn lên ký nữa. Người ta không chơi điện thoại luôn đó, thấy rõ chưa? Có chơi điện thoại đâu. Các bé vô đây các con có chơi điện thoại không các con? Các con có buồn không? Rất là rõ ràng thấy chưa? Không chơi điện thoại mà ta cũng không buồn luôn ha. Nên hôm nay những đứa nhắc các con á, sát sanh đồng nghĩa với bất hiếu với cha mẹ. Nên có người từ khi còn nhỏ mà thương tất cả con người, thương tất cả những loài động vật, là các con sẽ có sức khỏe và tăng trưởng tuổi thọ. Con người mà sát sanh nhiều là con người này bị đoản mạng sớm. Nhớ nghe. Mà con người nóng tính là từ sát sanh. Con người hẹp hòi cũng từ sát sanh.
Và con người bệnh hoạn cũng từ sát sanh, con người chết yểu cũng từ sát sanh. Vì con vật nó đang sống, mình đoản mạng nó để ăn thịt thì mình chết sớm. Ví dụ như nó sống được 5 tháng mà bây giờ nó mới có 3 tháng thì mình giết nó là nó còn 2 tháng sống. Vì thì mình đoản mạng 2 tháng, mình trừ bớt của mình lại 2 tháng. Vì mình giết bao nhiêu con vật thì mình cứ trừ theo đó mà thọ mạng mình cứ ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại. Một năm mình ăn bao nhiêu con vật là mình đoản mạng nó bao nhiêu con vật. Vì thì tuổi thọ các con theo đó mà bị trừ đi. Nên sát sanh là chết yểu như vậy đó. Thí dụ như giờ các con lấy cái cây con đập vô đầu con cá sẽ bị đau. Các con bị cái cây đập vô đầu đau không? Vì các con lấy cái cây đập vô đầu con cá, cái đầu con cá bị đau. Vì thì cái quả báo, cái nhân các con gieo, vì thì cái quả báo các con bị nhức đầu. Các con lấy cái dao các con dãy cái dãy con cá, các con cào 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 cái dãy đó. Thì giống hệt như là người ta lấy dao mà ta cào da mình vậy đó. Những đứa hỏi con lấy dao cào da đau không? Vậy thì mình lấy dao mình cào dãy con cá nó đau, cũng như là mình bị lấy dao mà cào da mình vậy. Vậy thì bây giờ mình lấy dao mình cào da con cá, vậy thì mình sẽ bị đau đớn về làn da. Ví dụ như mình làm sằng sừ cái làn da con cá thì da mình bị sằng sừ. Nên tại sao có những người ta sinh ra đời da rất đẹp mà có những người sinh ra đời da bị sằng sừ? Là do gì? Cái quả báo sát sanh, mình lấy dao mình cào da con cá. Nhân quả rõ ràng 100% luôn. Nên những đức nói rằng là sát sanh đồng nghĩa với việc bất hiếu với cha mẹ. Vì trong kinh Phật nói tứ sanh phụ mẫu. Con ruồi, con muỗi, con kiến cũng là từng ông bà cha mẹ của mình đó. Vì tạo nghiệp mà bây giờ họ làm súc sanh. Thời gian của con muỗi sống rất là ngắn các con. Mình thì máu nhiều quá. Nếu nó bay lại nó chích thì thôi cho nó miếng máu đi, cũng ăn thua gì đâu. Nhưng mà có khi máu nó chích, không, con muỗi nó chích máu của mình, nó giúp cho máu mình tái tạo máu mới. Đúng không? Giờ nhân đức hỏi các con nè. Một cái chai nước mà để lâu ngày nước có bị hư không? Máu mà để lâu quá không được thay đổi thì máu không được tốt. Cách thay đổi đặc biệt nhất là mũi đến chích mình cảm ơn. Chích đi bạn, cho tôi tái tạo máu mới. Mũi chích một miếng máu là bố thí máu. Chắp tay lên trong cái lúc nó chích mình, mình quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh là bố thí Pháp. Khi nó chích rồi xong, nó no rồi, nó bay đi, nó vui vẻ là vô ý thí. Từ một cái việc mũi chích mình một miếng máu mà tài thí pháp thí vô ý thí tu được luôn. Nói việc này những đức dạy các con, việc này những đức có làm không? Có chứ. Làm suốt mấy năm chờ bây giờ mũi chê không còn chích nữa. Tại vì sao? Để cho mũi chích mấy năm rồi nên tay nó là có mũi kim của mũi chích, nên mũi bay lại thấy tay nhiều kim quá. Chích vào sợ bị si đá. Nên từ nơi đó mà mũi tránh xa không chích. Nên từ nơi đó các con biết, xuống đây hồi xưa nhà đức một đêm là để cho mũi chích khoảng 100 mũi đầy tay hết trơn, chích giết mà có phước luôn. Tại vì tài thí pháp thí vô ý thí làm suốt luôn mà. Giết rồi có phước luôn, thay đổi số mệnh có phước. Mà cái tâm phải dịu nghe. Tại vì mình nghĩ rằng mình máu nhiều, còn con mũi nó sống có mấy ngày chết rồi. Thôi chia cho bạn miếng. Nhưng mà mũi thì cũng có nhiều con rất là tham. Chích thì vừa đủ thôi. Nghĩ đi, bay đi được. Còn này thấy máu ngon quá chích cho cố. Nguyên bụng máu đầy. Cuối cùng chích xong té ngang. Chết quẹo luôn. Cho các con biết nghe, mình cho nó chích mà mình còn phải nuôi dưỡng sự sống cho nó nữa. Các con thấy cái bụng nó mà khi nó hút máu mình ra, mà cái bụng nó lên khoảng 70% cái bụng á, máu con thấy, thì các con đuổi đi đi. Đừng có để máu nó lên tới ti. Đầy quá, thì lúc đó nó bay không được té chết. Thì chúng ta phải có cái tâm là hộ sanh. Cho ăn nhưng mà phải hộ sanh nữa. Chứ tội nghiệp, tại vì nó quá tham. Cứ để cho chích suốt luôn, chích đầy quá té tại chỗ. Có lần những đức thấy
con mũi nó chết đầy quá, nó té tại chỗ, xong những đứa đi, những đứa đạp nó chết queo luôn. Nên từ đó về sau những đứa kinh nghiệm thôi được rồi, cho nó chết khoảng 70% thôi. Rồi xong rồi xong là đuổi nó đi à, thấy không? Đó, các con nhớ sát sanh đồng nghĩa với việc bất hiếu với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. 100% nói đây là trong kinh Phật dạy đó, con yên tâm đi. Có những người không hiểu ta nói thì sao, thầy nói quá đáng. Không có quá đáng đâu, bậy quá. Vì lục đạo luân hồi sinh tử, lúc làm người lúc làm súc sanh, việc này là có mà. Phật nói có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ có súc sanh rồi, địa ngục mình nếu mình gặp thì mình tiêu rồi, ngạ quỷ nếu mình vào thì mình cũng tiêu luôn rồi. Bây giờ súc sanh cho mình thấy đó, súc sanh cho mình thấy là mình nếu mà mình không biết tu phước tu duyên đàng hoàng, mình không biết đạo đức đó, là mình tương lai làm súc sanh. Vì ngu si là làm súc sanh. Còn sanh hạng là làm gì các con? Sanh hạng là ở đâu? Địa ngục. Trời, giảng hoài mà không nhớ chút nào, mệt ghê. Sanh hạng là trong địa ngục. Còn tham lam là ở đâu? Ngạ quỷ. Các con thích làm ngạ quỷ không? Ngạ quỷ thì ghê lắm. Có những loài quỷ mà 500 năm vẫn sống. Nhưng các con tin là 500 năm quỷ này chỉ được liếm một miếng đàm thôi. 500 năm chỉ được liếm một miếng đàm. Bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim. Cái nguyên lý của quỷ là cực kỳ đói luôn nhưng không chết. Thì mới nói rằng là đọa lạc. Phải chi mà đói thì chết thì nói làm chi nữa bây giờ. Cực kỳ đói mà không chết. Khi mà thờ Đức Phật còn tại thế, tôn giả Mục Kiền Liên thường đi cứu độ những loài quỷ. Vì sao? Vì tôn giả Mục Kiền Liên thấy rõ ràng quỷ quá đói, đi đến một con sông định phát nước lên uống thì tức khắc không uống nước được, mà phát nước lên miệng cái là tự nhiên nó hóa thành lửa cháy phừng phừng phừng, cháy nguyên cái mặt vậy. Các con nghĩ đau đến cỡ nào chưa? Nên tôn giả Mục Kiền Liên thường đến thuyết pháp cho những loài quỷ nghe. Đói khát quá. Bây giờ những đức giảng gì thì những loài quỷ cũng nghe nữa. Tại vì cảnh giới của mình là phàm thánh đồng cư độ. Và lục đạo luân hồi, hiện tại cõi này vẫn có quỷ ở. Nên trong nhà Phật nói rằng trong nhà vệ sinh mình đi, tại sao mà bước đến mình gõ cửa 3 lần? Vì gõ cửa để cho các loài quỷ khi ở trong nhà vệ sinh mà ăn những đồ dơ giấy đó thì biết có người đến. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà một người con gái kỹ lưỡng đàng hoàng thì những ngày tháng của mình phải gọn ghẽ đàng hoàng, chứ không có được mà những ngày tháng bừa bãi dơ giấy. Các con liện đại liện càng thì những loài quỷ dùng mặt cái dơ giấy đó, xong rồi những loài quỷ đó mới đi tìm kiếm các con. Tại vì cái mùi máu hôi tanh nó tìm kiếm ngay người đó. Nên người phụ nữ khi những ngày tháng là phải kỹ lưỡng đàng hoàng, thay sạch sẽ gọn ghẽ, lấy ra thùng băng gọn lại đàng hoàng để gọn vào cái thùng rác, chứ không có được đi đến nhà công cộng mà bài bố liện đại liện càng cho người ta dọn. Các con có tội. Mà cái tội các con là các con sẽ bị ngày tháng rất là lâu ngày. Nhớ, bệnh hoạn lâu ngày. Nên người phụ nữ cần phải được dạy kỹ lưỡng cái việc này. Mà khi các con được dạy kỹ lưỡng việc này, các con cũng khỏe mạnh nữa. Hiểu chưa? Đó, cái này quan trọng lắm á nghe. Nên trong lục đạo luân hồi này có những loài quỷ. Nhưng cái tâm tham lam nặng nề thì chiêu cảm làm quỷ. Còn cái tâm sân hận thì ở trong địa ngục khổ đau. Còn cái tâm ngu si không biết chánh tà thì chiêu cảm là súc sanh. Súc sanh là ngu si. Nên từ nơi đó mà quả báo là do chính mình gieo nhân, mình gặp quả báo. Nên các con phải nhớ rằng sát sanh đồng nghĩa với việc bất hiếu với cha mẹ. Và những đức đã thấy rõ ràng. Hồi xưa trên thành phố, những đức biết một cái anh chủ nhà hàng này lớn vô cùng ở đường Xuân Nguyệt Ánh. Các con biết rằng anh rất là giàu luôn, ở bên Phú Mỹ Hưng mà anh có mấy căn biệt thự. Vậy mà trong vòng 10 năm sau, anh không có một căn nhà ở và anh phải thuê nhà trọ ở. Anh làm nghề gì? Nhà hàng hải sản tươi sống. Sau này khi những đức học Phật, những đức mới biết được rằng thì ra là cái nghiệp sát sanh này không bao giờ tồn tại vì sự nghiệp. Chắc chắn 100%.
Các con nhớ nè, những nghề mà sau này các con lớn lên tuyệt đối đừng có làm. Thí dụ như một là các con mở những cái nhà hàng hải sản tươi sống, đừng có nên làm. Vì dù cho các con có rất giàu nhưng các con sẽ gặp sự nghiệp về sự trở ngại vì sao? Vì bệnh hoạn và gia đình tan nát, con bất hiếu. Nó sẽ xảy ra những vấn đề đó vì cái tội sát sanh. Sát sanh là sẽ không bao giờ có được tồn tại gì giàu sang đâu các con. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, các con đừng bao giờ mở tiệm game. Vì các con mở tiệm game thì chắc chắn rằng trẻ em mê chơi game sẽ bỏ học. Như con cháu của mình, không bao giờ mình muốn cho con cháu mình phải bê tha học tập. Nếu chơi game nhiều sẽ không bao giờ thông minh, học không bao giờ giỏi. Và một con người mà ghiền game là gương mặt y gan con game. Các con mà ghiền game viết là cái mặt các con hao hao giống game vậy đó. Tại vì con nhìn nó hoài với các con bị như vậy luôn à. Và con người mình tự nhiên nó thu gọn thế giới thành một cái chiếc điện thoại. Tâm lượng mình rất là nhỏ. Các con chỉ biết nhìn vào đó, các con không biết xã hội bên ngoài là người ta đang khổ đau như thế nào và người cha mẹ đang cực khổ sao kiếm được vật chất để cho mình, lo cho mình. Các con đâu biết đâu. Dành thời gian vào nhiều chỗ đó, không học giỏi nè. Nên mình mở ra tiệm game tuy là mình kiếm tiền được, nhưng mà chúng ta lại tạo cái nghiệp cho trẻ em bị ghiền game mà bỏ học. Nhất là để thâu đêm suốt sáng là chắc chắn rằng đây là tạo cái tội nghiệp rất lớn. Nên một là những nhà hàng về hải sản tươi sống các con đừng bao giờ làm. Những đứa nó 100%, những đứa nó gặp rất nhiều người luôn bệnh đau và cuối cùng sự nghiệp tan tành, gọi là tiền mắc tật mang, không tồn tại. Cuối cùng nợ nần vẫn chồng chất, không có ngày tháng an vui. Rồi mở tiệm game đừng nên mở ra. Hai là đừng bao giờ mở những cái khách sạn mà để cho nam nữ người ta đến đó để tự ăn nằm sống với nhau để mình thu tiền. Tại vì con cháu mình cũng không muốn như vậy. Nên đừng nên mở những cái chỗ đó kinh doanh, hiểu không? Nó, còn bây giờ có những chiếc xe mà trên đó có giường đồ đàng hoàng riêng biệt, cũng đừng nên tạo điều kiện đó. Mình nên làm những cái nghề mà kiếm tiền mà không tạo nghiệp, thì sự tồn tại của phước báo của các con, sự nghiệp của các con lâu dài và tồn tại. Nên các con được nghe đường chút tư tưởng á, nó cũng hay cho các con. Thêm một cái nữa là không dám tùy tiện sát sanh. Dù các con chưa ăn chay trường được nhưng mà không dám háo sát. Nó không phải như đứa nít bình thường khác con mũi vừa bay lại chích nó đập cái bóp dẹp lép con mũi. Con gián chạy ngang lấy cái cây đập cái bạch, con gián lộn mèo gãy cái chân. Nhưng Đức hỏi các con về, các con chạy ngang giữa chân Đức phan chân các con gãy chân, các con chịu không? Vì các con đập gián được không? Nó muốn sống mà. Bây giờ tất cả chúng ta ăn mặn nè, bây giờ mình những đứa cũng từng ăn mặn kinh nghiệm nè. Chúng ta bắt một con cá lóc, có con cá lóc nào nó lớn mà nó bò lại nó kêu giết tao đi, có không? Các con đều dùng sức mạnh để giết, đúng không? Bây giờ có nhiều người hỏi địa ngục sao thầy? Địa ngục là trong nhà bếp của mình á, quý vị từng làm sao? Có những người thợ nấu á, chúng ta bắt cá lóc, ngày xưa dưới quê á thì ta lấy một cái cây tre, người ta chọt vô cái họng nó xuyên qua tới cái đuôi. Rồi để lên lửa quay nó gì nè các con. Mà khi nó nóng nó gồng gì, nó gồng, 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 gồng. Ai mà nướng cá thì biết liền, đúng không? Như vậy thì chắc chắn là cái nhân tạo đó là quả báo mình sẽ bị quỷ xuyên ngang và nướng mình như là mình đã từng nướng cá. Điều thứ nhất. Bây giờ ở trong bếp giết thì sao thì chịu quả báo như vậy. Giống như mẹ cha các con bắt một con gà, thí dụ như ở dưới quê rồi bây giờ thì ta cho màng sẵn thì mình cũng, mình tuy là không trực tiếp giết mà mình cũng gián tiếp rồi, tạo nghiệp ấy. Thì dưới quê ngày xưa đó, bắt con gà lên bắt đầu là đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh. Xong bắt đầu là lấy tay nhổ mấy cọng lông ở chân gần cổ nó. Cái mài cái dao thiệt bén, cái để cái dao gần cổ nó làm gì nè các con. Ọt, ẹt, ọt, ẹt, cái nó kêu quát, 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 quát. Nó kêu sao vậy, là kêu cái gì các con biết không? Đừng giết tôi, đừng giết tôi muốn sống. Rồi mình cắt cổ nó, rồi nó dãy tê tê tê, mình em nó mình ăn thịt. Thì quả báo tương lai mình chết, mình đọa địa ngục bị cắt cổ. Chứ làm sao? Quả báo Iran thôi. À, có những người á, người ta nhà hàng quán ăn, con cá đang sống vậy, người ta nói cho tôi dĩa cá chiên xù.
Cái ta bắt nguyên một con cá sống, ta để nguyên một cái chảo dầu nóng thiệt nóng, ta bỏ con cá vô chảo dầu. Như bản thân mình mà nguyên một cái chảo dầu mà để mình vào nóng, các con, các con mà thử nấu ăn đi, một miếng dầu phò văng vô tay các con, nó nóng cỡ nào. Không chỉ bỏ nguyên mình vào cái chảo dầu, vậy thì nguyên con cá mà để vào chảo dầu thì giống như bản thân mình bị liệt vào chảo dầu. Thì cái nhân mình giết con cá như vậy thì cái quả báo mình nhất định khi chết đi mình sẽ bị đỏ vào địa ngục, bị người ta bỏ vào chảo dầu chứ sao, đúng không? Nó rõ ràng. Nên ở dưới địa ngục có một địa ngục là bầm bầm như người ta ra, là có những món ăn mà phải bầm con vật ra như ra luôn làm chả. Thì khi mình chết xuống địa ngục thì mình bị bầm ra làm chả. Nên những đức thấy rằng là ngày xưa mình ăn mặn, thời đó những đức 62 kg lúc mày đỡ. Bây giờ những đức ăn chay, có nhiều người nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Bây giờ những đức 75 kg, có thiếu chất không? Mà lại vui được bình an nữa chứ, mà tâm trạng lại nhẹ nhàng, thông minh, sáng suốt, rõ ràng luôn. Mà người sắc diện lại sáng ra. Ngày xưa thì cái mặt bèo nhèo, bù xù như con cù. Hiểu chưa? Thấy không? Bây giờ những đứa nói bé nào mà ăn chay trường được thì đặc biệt vô cùng. Bé gái nào từ khi còn nhỏ ăn chay phóng sanh niệm Phật là bé này sẽ quá giải được cái nghiệp phá thai. Nhớ nha. Trong đây có những người mẹ cũng mang nghiệp phá thai, mà vô đây trẻ em thai nhi cũng đi theo vô đây nè, chứ không giỡn đâu. Nên lần nào mà phóng sanh xong những đứa cũng hồi hướng cho thai nhi, thấy chưa? Tại sao mình sanh có những đứa con mà nó kênh mình, biết không? Tại vì quý vị phá những đứa bé đó, mình giết nó, rồi bây giờ mình sanh những đứa con này mình nuôi, nên nó ghét những đứa con này. Tại sao mà con cũng là con mà mẹ cha lại nuôi đứa này mà bỏ tôi? Từ nơi đó mà đứa bé này khi si phước là đứa bé mà bị chết kia sẽ đụng chạm đứa bé này, làm cho đứa bé này sân hận khó chịu. Và đứa bé này phải kênh với cha mẹ để nó hả hê cái tâm hận thù. Nên các bé gái nhỏ đây nè, các con đừng bao giờ nghĩ rằng sau này các con tùy tiện yêu thương rồi tùy tiện đi phá thai, nghe chưa? Việc này sẽ làm tổn hại sự nghiệp của các con sau này rất rất là lớn đó. Các con biết trường học bây giờ đi học rất là nhiều trẻ em phá thai đó. Tại vì các con tùy tiện, các con không hiểu nhân quả. Bây giờ các con nghe rõ ràng, các con tự mà giữ mình đi, hiểu không? Bây giờ cha mẹ mình nuôi mình lớn rồi, mình không có nhận thức được gì, mình tự cho không người ta, mình tự chịu cái quả báo. Người ta bỏ mình mất tiêu, mình cho người ta xong không, người ta chảy mắt dép mà, hiểu không? Nên các bé gái đây nghe mà thông minh, nghe chưa? Nó, mình đàng hoàng đi, sau này người ta cứ mình đàng hoàng. Con gắng học hành đàng hoàng đi, sau này có công tử đến cứ, hiểu không? Còn không muốn có chồng thì vô đây đi tu. Mùa hè năm nay người ta có 5-6 bạn vô tu luôn rồi đó. Đó. 5-6 bạn tu luôn. Sau này chùa mình các bạn nữ này người ta cũng muốn đi nuôi người già đó. Tại vì sao? Người ta bị ảnh hưởng tư tưởng. Dù sống ngoài đời các con cũng đặc biệt, vì các con đã tiếp nhận giáo dục. Nhưng đừng để lạc đi nghe. Được nghe rồi dù ở đâu cũng cố gắng nghe tiếp tục, để mòi cái duyên đó, đừng có để lỡ qua, uổng lắm. Nên cái tội sát sanh cực kỳ ghê gớm. Có đứa bé này hỏi những đức, dạ thưa thầy, con ở nhà con thường liếc cha mẹ con chịu quả báo gì? Cha mẹ con nói con mắt con làm gì nè? Liếc cha mẹ. Những đức nói con liếc cha mẹ con thì con chịu quả báo là bị móc mắt, chứ làm sao? Cha mẹ sinh mình mà mình đi liếc cha mẹ mình là ghét đó, hiểu không? Cái người ta ghét, người ta hận, người ta mới làm gì nè? Hiểu chưa? Các con thấy liếc ghê không? Ghê, thấy không? Liếc cha mẹ là quả báo bị móc mắt. Bây giờ ở đây ai liếc cha mẹ nè, sám hối nè, đang quá giải tội nè, đưa tay lên coi. Thật lòng đi, đưa tay cao lên. Cao lên mới hết tội nghe. Tôi nói rồi đó. Rồi, để tay đi. Thấy đông chưa? Tôi nói là dính liền à.
Vậy tôi hỏi mấy người nhỏ này, từ hôm nay mấy người còn liếc cha mẹ nữa không? Hứa đó nghe. À, liếc nữa đi. Tôi nói mấy người mà liếc viết chưa đến gặp quỷ sứ móc con mắt là mấy người bị lé rồi đó. Liếc chứ nó bị lé đó. Có cái bà kia kìa, bà chuyên gia bà liếc mẹ bà, cuối cùng bà liếc của đó chờ rầm một cái ầm, tự nhiên bà đang liếc mẹ bà rầm một cái ầm, bà tự nhiên nó giật con mắt qua bên luôn, thấy ghê chưa. Nên người xưa nói đời xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một giây nhãn tiền, làm liền luôn. Nghe không? Bé kia hỏi, dạ thưa thầy, vậy con cự cha mẹ con quả báo gì? Cự cha mẹ còn ghê nữa. Con cự cha mẹ con là cái chỗ nào con cự? Cái miệng, đúng không? Trước nhất là nói cái miệng trước đi. Cái miệng chữ cha mẹ phải không? Cha mẹ nói đến ta ngồi chơi game, cha mẹ kêu ăn cơm con, im gu, thấy không? Tội nè. Cha mẹ nấu cơm sẵn mà kêu ăn cơm, mà kêu xong ngồi đó bấm game nghe. Những đứa hỏi con, có con bấm điện thoại có cơm ăn không? Vì mà cha mẹ nấu cơm sẵn mà kêu là ăn cơm, ngồi im gu để bấm game, kêu một chút cái đó, các con thấy cái tội lỗi này kinh chưa? Vậy thì cái người mà hành động đó, cái quả báo bị cái gì các con biết không? Trước nhất là bây giờ xử các con bằng cách là quỷ sứ xử lý. Trước nhất là cái miệng các con nó cắt. Cái môi gì nè, nó kêu mình là chú ra. Cầm cái kéo, cầm cái kéo xước ngang rớt cái môi. Nó kêu le lử ra, bé kia nó không, con ngậm, con ngậm miệng. Quỷ sứ nó không phải như những đức đâu mà ngậm miệng. Nó kêu le lử ra mà không le, nó tát vô mặt một cái là hả cái họng ra. Rồi nó lấy cái cây sắt gì nè, móc vậy nè, nó móc vô cái lưỡi nó kéo ra. Rồi nó cầm cái dao rẹt đứt cái lưỡi. Nghĩa là cái người chửi cha mẹ, chửi cha mắng mẹ là bị cắt môi, cắt lưỡi, bẻ răng. Đau không các con? Những đứa nói cái môi lâu lâu mà nó nổi nó lỡ môi thôi mà nó đã đau, không chỉ là cắt tờ tờ. Cái miệng mà nó kêu chu ra vậy nè. Cắt. Kinh khủng. Thì cái lưỡi lâu lâu mình ăn cơm các con cắn lưỡi đau không? Nhưng mà nó cắt lưỡi các con, cắt hoài luôn. Không phải cắt một lần. Cắt môi cắt lưỡi bẻ răng xong là một cơn gió thổi ngang mọc cái miệng, mọc cái môi, mọc lưỡi lên. Nó cắt tiếp tục, cắt hoài vậy đó. Đó. Rồi ở dưới địa ngục bây giờ là, ở dưới âm phủ bây giờ là mọc lên cái địa ngục gì các con biết không? Địa ngục điện quang, để dành cho những người ghiền game, bấm điện tử tối ngày. Vì được cái thân này mà không chịu dùng cái thân này để làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, mà bỏ thời gian vào cái việc ghiền game, cuối cùng thì ở dưới âm phủ mọc ra cái địa ngục điện quang. Địa ngục đó là khi người này chết xuống là họ đọa vào địa ngục đó, xung quanh toàn là máy tính không, mà máy tính cao cấp nữa, gặp mê luôn. Nhào vô bấm cái là điện trong đó nó phóng ra móc mắt. Ghê chưa? Móc mắt suốt luôn. Nguyên cái địa ngục đó là máy vi tính, nhưng mà mắt mình môi đầy ở trong cái địa ngục đó. Máu mủ nó chảy lợp 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 mắt, mà mình móc ra một cái là máu nó nhiễu lợp 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 ra, mà nó cứ móc hoài cả ngày. Vậy mà vừa một cơn gió thổi ngang có lại con mắt tiếp tục ngồi chơi game nữa, vì nghiệp quả lôi kéo phải làm hoài, nên chịu đau đớn không tưởng tượng được. Nên địa ngục điện quang dành cho người ghiền game. Nghe không? Cái bài giảng này quan trọng nè. Rồi tâm ý căm hận cha mẹ chịu quả báo gì? Tâm ý căm hận cha mẹ. Cuộc đời làm con của chúng ta, đối với cha mẹ mình không có gì căm hận, chứ việc của người lớn kệ người lớn. Các con là con nít, chỉ cần có tâm cung kính biết ơn cha mẹ thôi. Dù cuộc đời các con đã bị mẹ bỏ từ khi còn nhỏ, nhưng cũng có cái công ơn mang nặng đẻ đau, phải cảm ơn các con, chứ không có hận thù được. Dù cha mẹ mình như thế nào đó là chuyện của cha mẹ, còn các con là cái tâm báo hiếu, là phải có tâm báo hiếu, không có tâm hận thù được, nhớ nghe. Vì cái người căm hận cha mẹ thì bị quả báo gì? Người căm hận cha mẹ bị quả báo là lục phủ ngũ tạng bị moi ra.
ruột gan phèo vỏi tim gì đó, nó moi sạch ra luôn, nó banh nguyên cái ngực mình ra, rồi nó moi thứ đó ra, rồi tiếp tục một cơn gió thổi ngang, nó lành lại tiếp tục banh cái ngực mình ra, moi lục phủ ngũ tạng mình ra. Vì từ nơi cái tâm căm hận cha mẹ mà chịu bị moi lục phủ ngũ tạng, ghê không? Kinh khủng chưa? À. Vậy thì cái người trộm cắp bị quả báo gì? Các con biết không? Nói thôi là hiểu rồi. Trộm cắp chịu quả báo gì? Một là đờ đờ nghèo nàn, hai là chịu quả báo đọa trong địa ngục chặt tay. Tại vì đôi tay này nè, lấy của người ta, tiền bạc người ta mà lấy, đồ đạc ta từ tùy tiện lấy thì bị chặt tay. Không kìa, các con nghe rõ ràng hết trơn rồi đó. À, từ nơi những quả báo như Đức nói cho các con nghe, các con tự mà suy nghĩ đi. Những Đức tin là con nít thông minh lắm, nghe qua lần nhớ hết trơn. À, nên cái tội bất hiếu với cha mẹ là tội rất nặng, sát sanh đồng nghĩa với việc bất hiếu với cha mẹ. Nên con nít cần cho nghe gì để các con hiền. À, tuyệt đối nghe mấy cháu nhỏ về đây nghe lời những Đức nghe, không có được hỗn với cha mẹ đâu. Đứa bé nào mà cha mẹ mà nói đến mà dậm chân á nghe, kẹt á. Nên quý vị có con cái mà con quá thông minh từ khi còn nhỏ đó, nó có nhiều tài năng từ khi còn nhỏ đó, đem cái tài năng đó để mà cống hiến đừng lấy tiền á. Sau này khoảng 20 mấy 30 tuổi nó thành đạt. Còn nhỏ mà cho nó phát huy tài năng kiếm tiền sớm, là lớn lên chút là nó không có giỏi gì nữa đâu, là nó có khi chết yểu. Thường đứa nít mà nó quá khôn luôn thì phải dằn nó lại. Khôn quá cũng không tốt. Vì sao? Vì nó theo quy luật tự nhiên mới đúng. Cũng như cái cây non và cây già thì cây non nó phải đi quy luật giống cây già, chứ không thể nào cây non mà y gan cây già. Con nít mà nó quá khôn người ta kêu là già háp. Mà già háp thì chết sớm chứ sao? Hiểu chưa? À, con nít mà cái giống gì cũng biết hết trơn là không đúng con nít. Con nít nó phải có sự ngây thơ. Chứ con nít mà bây giờ mình nói cái gì nó cũng hiểu hết trơn, đâu phải con nít. Này là già háp. Các con chịu già háp không? Thôi già háp ai mà chịu, trời ơi tôi cũng không chịu già háp. Có già thì già thiệt chứ già háp nó kỳ cục. Nó nên mong rằng những buổi học tập này giúp cho các con có nhiều tư tưởng về nhân quả. Và các con được tiếp nhận giáo dục từ khi còn nhỏ, để sau này các con lớn lên các con có góc độ đặc sắc. Dù là học dở nghe, nhưng mà nói thật nè, không nói lời giả dối nè, không tham lam của ai nè, lễ phép nè. Ba cái nền móng này các con mà gầy dựng là các con thành đạt. Dù các con học dở, học dở mà cũng thành đạt nữa, ngộ vậy đó. Còn đi vô trong trường học mà người ta học giỏi hơn mình thì không có ganh tị. Mừng cho người ta học giỏi hơn mình, người đó là người lãnh đạo sau này. Mình học dở nhưng mà lãnh đạo họ mới ghê chứ. Tại vì người ta giỏi hơn mình mừng giùm người ta, chứ không phải là ganh tị. Ganh tị thì dù các con có học giỏi các con cũng làm cu li. Tại vì cái tâm hẹp hòi ích kỷ thì sao làm lãnh đạo. Có người dù học dở nhưng cái tâm bao dung, thấy người ta hơn mình, thấy người ta được hơn mình, ta đầy đủ hơn mình, ta giàu hơn mình mừng giùm cho người ta. Đời mình đã khổ rồi, không lẽ mình muốn người ta khổ giống mình. Nên từ nơi đó có tâm bao dung thì phước báo lớn. Mà phước báo lớn mà tâm lượng lớn thì làm lãnh đạo chứ làm sao. Nghe không? Đó, con nghe nghe. À. Nên bây giờ những Đức đọc cái tên mà sinh nhật bữa nay nè, lên đây nè. Phạm Thanh Hảo 17 tuổi, Lê Kiều Khanh 12 tuổi, Võ Thị Bích Văn 34 tuổi, Trần Lê Bảo Nguyên 6 tuổi, Trần Minh Khang 4 tuổi, Trần Minh Thanh 8 tuổi, Nguyễn Minh Trí 14 tuổi, Nguyễn Lê Minh Trí 9 tuổi, Võ Thị Hồng Cơ 42 tuổi, Phạm Thị Tuyến 67 tuổi, Nguyễn Trung Hiếu 5 tuổi, Nguyễn Diệp Tiết Kha 18 tuổi, Nguyễn Thị Xuân Lan 42 tuổi, Quỳnh Như Ý 34 tuổi, Vũ Thị Mơ 77 tuổi, Trịnh Nguyễn Ngọc Anh 10 tuổi, Nguyễn Đan Liễu 37 tuổi. À. Rồi những Đức tặng quà thì các con nghe, bữa nay máy niệm Phật hết rồi. Tặng con heo đây các con. À,
đứng đó nghe. Mấy bé đây người ta bé nào cũng ngoan dễ thương lắm đó nghe. Đây nè con. Rồi quay phim các cháu lại nghe để làm kỷ niệm nghe. Các bé này sau này có phúc báo lớn nè. Bé nào người ta cũng dễ thương hết á. Nè con, bé lại đây, lại sát đây. Đây. Đây con. À. Đây. Này con. À đây, còn ai nữa không? Ai chưa có không? Bước đây. À bé hả? Sao con? Nè, tặng con. Cầm không được hả? Rồi, được, buồn ngủ. Đủ chưa? Rồi giờ chúng ta chắp tay niệm Phật nè để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nè, các con ngay ngày sinh nhật của các con. Và tất cả các bạn cũng niệm Phật hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ mình nghe. Đây. Đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ, người thân của tất cả các cháu, và các cháu luôn luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chư hương linh địa nghiệp phá thai đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm biết nương vào ngôi tam bảo niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng vỗ tay niệm Phật để thả chim các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.